Xin chào 500 anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTG Gaming. Như anh em đã biết thì hiện tại kênh của mình đang bị report hai gậy rồi, cho nên là mình sẽ chuyển thẳng sang kênh này nha anh em ơi. Và để khai mạc cho video đầu tiên của mình thì hôm nay mình sẽ đưa đến cho anh em top 10 con thú mạnh nhất ở trong đấu la đại lục. Và tất nhiên thì đây chỉ là ý kiến cá nhân riêng của mình. Và nếu như anh em có ý kiến gì và góp ý gì hãy comment ý kiến của bạn ở dưới phần comment. Khi mà mình làm video có thể sai sót một vài vấn đề, mình rất mong anh em hãy bỏ qua cho mình về vấn đề này. Và hãy comment một cách chân thật nhất ở dưới phần comment để giúp mình cải thiện hơn nha. Trong video này thì mình khẳng định với các bạn một điều, đó chính là Thâm Hải Ma Kinh Vương không phải là top 1 nha anh em ơi. Rồi ok, không dài dòng nữa, bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay thôi nào. Xếp ở vị trí thứ 10 của chúng ta, đó chính là con pet Ám Ma Tà Thần Hổ. Ám Ma Tà Thần Hổ chỉ là một con hồn thú biến dị. Bản thân của nó vốn chỉ là một con hồn thú bạch hổ thông thường. Nhưng sau đó bởi vì trong cơ thể đột nhiên dung nhập với cùng tà thần huyết mạch, cho nên nó đã xảy ra biến dị trở thành huyết mạch mạnh nhất hồn thú tại Đấu La Đại Lục. Con pet này thuộc quyền sở hữu của man chính của chúng ta, Đường Tam nha anh em ơi. Khi ở tinh đấu đại xâm lâm, nếu như mà tính so sánh chỉ là 50 vạn năm tu vi, thì nó có thể chống lại cả Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng với Thái Thản Cự Viên. Đây là mình chỉ tính Thiên Thanh Ngưu Mãn với cả Thái Thản Cự Viên ở mức 50.000 năm tu vi thôi nha anh em ơi. Nếu như mà con pet này trở thành 100.000 năm hồn thú thì thực lực cực kỳ tuyệt đối, vô cùng khủng bố luôn ấy. Ở vị trí thứ 9 của chúng ta đó chính là Nhị Minh, hay còn gọi là Thái Thản Cự Viên. Nó cũng là hồn thú 100.000 năm, cực kỳ mạnh mẽ và sống ở tinh đấu đại xâm lâm. Thái Thản Cự Viên đã nhận Tiểu Vũ làm chị và đồng thời bái nhận Thiên Thanh Ngưu Mãn làm đại huynh. Lĩnh vực kỹ năng của nó là trọng lực khống chế lãnh vực. Thực lực thì cực kỳ mạnh, mặc dù là 100.000 năm hồn thú, nhưng mà thực lực theo mình phỏng đoán chỉ có thể đứng vào top thập đại hùng thú. Về sau nó bị Bỉ Đông dẫn 5 vị phong hào đấu la đánh trọng thương, người của nó nhuộm kịch độc, cuối cùng chết vì hiến tế cho Đường Tam. Thi thể của nó thì được Tiểu Vũ mai táng bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Xếp ở vị trí thứ 8 của chúng ta đó chính là Hùng Quân. Tu vi của nó là 47 vạn năm, là đại nhất chiến tướng tại tinh đấu đại xâm lâm, là thủ hạ dưới trướng của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Tại Sử Lai Khắc Học Viện đã từng giao chiến một trận, lấy sức mạnh một mình kháng với Võ Thần Đấu La cấp 95 và Tiểu Ngư Nhi cấp 94. Và giờ nó đã khiến cho Tiểu Lâm Nhi bị trọng thương. Xếp ở vị trí thứ 7 của chúng ta đó chính là Đại Minh, hay còn được gọi là Thiên Thanh Ngưu Mãn. Tu vi của nó thì là vượt qua 100.000 năm tu vi. Đối với Tiểu Vũ và Thái Thản Cự Viên thì Thiên Thanh Ngưu Mãn là anh cả, cũng là tinh đấu đại xâm lâm mạnh nhất tồn tại. Nó đã từng đối kháng với Quỷ Đấu La cùng với Cúc Đấu La, làm cho hai vị đấu la này phải hoảng sợ. Nếu như không phải là bọn họ hợp kỹ thì Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Thanh Ngưu Mãn. Xếp vào vị trí thứ 6 của chúng ta đó chính là Tuyết Đế. Tuyết Đế chính là hồn linh đầu tiên của Đấu La Đại Lục. Tướng mạo thì tuyệt mỹ, bản thể là Băng Tuyết Thiên Nữ. Nó có 700.000 năm tu vi. Bởi vì nó không thể đột phá 700.000 năm bình cảnh lên hóa thành hình người, và rồi cuối cùng bị loài người phong ấn. Nếu như Tuyết Đế mà ở cực Bắc thì ngoài miền Bắc tu vi 90 vạn năm trở lên ấy, thì không có ai trong bảng xếp hạng có thể đến cực Bắc mà solo cả. Xếp ở vị trí thứ 5 của chúng ta đó chính là Tà Đế. Có thể nói là đại nhất hung thú, tu vi của nó là 79 vạn năm. Nếu như mà anh em không hiểu ấy, thì 79 vạn năm nó tương đương với 790.000 năm. Tên đầy đủ của nó là Tà Nhãn Bạo Quân. Thực lực của nó thì ngang với Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, có khi còn nhỉnh hơn một chút đấy anh em ạ. Xếp ở vị trí thứ 4 của chúng ta đó chính là Thú Thần Đế Thiên. Đế Thiên chính là thủ lĩnh của Hắc Long tộc, cũng là người thống trị trong tinh đấu đại xâm lâm, đứng đầu thập đại chi thú, và nó có chân long huyết mạch hết sức thuần chính. Thiên phú thì mạnh mẽ, ngay cả cường đại Long Thần Cửu Tử cũng phải lẻ nó một phần. Hắn đã được Long Thần Cửu Tử ban cho Long Thần Móng. Bằng với Long Thần Móng, Đế Thiên thậm chí có thể đối kháng với Bán Thần. Việc được Long Thần kính lẻ có thể thấy thiên phú của hắn mạnh như thế nào. Xếp ở vị trí thứ 3 của chúng ta đó chính là Thiên Mộng Băng Tầm, tu vi triệu năm. Con này chính là con pet của nhân vật Hoắc Vũ Hạo màn chính ở trong phần 2 Đấu La Đại Lục nha anh em ơi. Nó cho Hoắc Vũ Hạo là hồn hoàn bạch kim sắc cùng với 4 hồn kỹ thuộc tính tinh thần. Đồng thời thì chính nó cũng đã giúp cho Hoắc Vũ Hạo sở hữu được vũ hồn thứ 2 thuộc tính băng, được liên kết với Băng Bích Đế Hoàng Hạt 40 vạn năm. Có rất nhiều anh em bảo là con Thiên Mộng Băng Tầm này mạnh hơn cả Thâm Hải Ma Kinh Vương, nhưng mà theo ý kiến cá nhân riêng của mình thì có vẻ như mình thích con Thâm Hải Ma Kinh Vương hơn. Vì vậy mà mình sẽ để cho Băng Tầm xếp ở vị trí thứ 3 nha anh em ơi. Xếp ở vị trí thứ 2 của chúng ta đó chính là Thâm Hải Ma Kinh Vương. Là hồn thú tại Ma Kinh Hải Vực,
thân hình khổng lồ vượt qua 200 thước, toàn thân màu như lam ngọc, đầu có hai con mắt thật to, mỗi con đều có đường kính hơn 3 thước. Nhưng mà một con mắt của nó thì đã bị mù do trước giao chiến với hải thần. Tu vi của nó chính là 1 triệu năm. Bản thân của nó thì gồm 9,9 là thần thể. Hồn lực của nó chính là hóa khải. Năng lượng khôi giáp dung hợp với bản thân còn thiếu 0,1 nữa là thân thể chuyển thành thần cấp, hay còn gọi là yêu thần. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đường Tam sau khi lấy được tu la chi lực về sau mới đánh thắng, để rồi cuối cùng trở thành hồn thú của Đường Tam. Chính là hồn hoàn thứ 9 của Hạo Thiên Truy. Và tất nhiên thì hồn hoàn của nó cũng là màu bạch kim sắc hơn cả màu đỏ nha anh em ơi. Chắc hẳn xem đến cái đoạn này thì anh em đang thắc mắc là không biết con pet đầu tiên là con gì. Ok, chúng ta sẽ đến với nó ngay thôi nào. Xếp ở vị trí đầu tiên của chúng ta đó chính là Long Thần Cửu Tử. Thật ra thì Long Thần Cửu Tử chính là 9 đứa con của Long Thần. Long Thần Cửu Tử thì đã đạt tới thần cấp. Ở trong phần 2, Huyền Lão Võ Hồn Thao Thiết Thần Ngưu có huyết mạch của Thao Thiết con thứ 5 của Long Thần. Đến ngay cả Đế Thiên còn phải gọi Thao Thiết một tiếng thúc thúc. Long Thần Cửu Tử dù sao cũng là thần cấp, đương nhiên là phải hơn con cá voi kia rồi. Long Thần Cửu Tử gồm có 9 con rồng, có tên là Thao Thiết, Nhai Tệ, Trào Phong, Bồ Lao, Toàn Nghê, Bá Ha, Bê Ngan, Phu Hí và Di Vẫn. Trong đó thì 7 con đã có thần cấp bao gồm Quang Minh Long Vương, Bạch Long ở Long Mộ, Hắc Long Vương, Tổ Tiên Đế Thiên, Hỏa Long Vương, cốt ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Băng Long Vương, cốt cũng ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Sơn Long Vương, cốt ở Long Mộ, Ngân Long Vương, thần cách ngang thần vương, Kim Long Vương, thần cách cũng ngang thần vương. Tất cả những vị trên thì đều có thần vị cả. Rồi ok, ở trong video này thì mình đã liệt kê ra 10 con pet mạnh nhất ở trong Đấu La Đại Lục. Riêng ở vị trí thứ nhất của chúng ta, nếu như mà anh em không hài lòng vì nó là 9 con thì anh em có thể comment ở dưới phần comment nhá. Nhưng mà theo mình nghĩ thì dòng nó cũng là pet mà, cho nên là mình vẫn cho nó vào trong bảng xếp hạng này. Nhưng mà nếu như anh em mà có ý kiến cá nhân riêng thì vẫn có thể comment ở dưới phần comment. Cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Và chắc chắn là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo rồi. Đừng quên bỏ ra một vài giây để like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho NTG nhé.